không đúng so với cô. Cô không làm gì hổ thẹn đến lương tâm, mà cô không, nói chung cô không có tội, nhưng mà nó kết tội thì mình phải chịu thôi. Cái thứ nhất là về cái quan điểm của mức án của cái vụ án này, chúng tôi không đồng tình với mức án của án này. Cái thứ nhất là rất nhiều các tình tiết trong vụ án này chưa được làm rõ tại phiên tòa. Cái thứ nhất là các cái vết tiêm ở trên bẹn cháu là có 6 vết, với chỉ là một vết là có 5 vết. Thời gian của ông Doãn Quy Phiến trùng khớp với cả thời gian cháu Long, Lê Hoàng Long chết. Nhưng ông Doãn Quy 3 tiếng đó ông đi đâu? Từ 8 giờ đến 11 giờ ông ấy bỏ đi đâu? Chưa chứng minh được, và trong lời khai camera ở tầng hầm là chưa phát hiện ra. Đây là tôi nói là như thế. Và chưa là xác định được là cái thời điểm đó đi đâu, thì với ai là người tiêm vào đùi cháu, ai là người cấp cứu. Bây giờ cháu Long bảo là quên trên xe, thì bây giờ cái thời điểm đó, cái thứ hai là trách nhiệm của nhà trường. Giáo viên của nhà trường là giáo viên chủ nhiệm, là bị cáo Thủy đã khai rõ là trong hồ sơ vụ án thể hiện rõ là gì, là trong khoảng thời gian đó 8 giờ bị cáo Thủy đã thông báo với nhà trường, thông báo với phòng giáo vụ là vắng cháu Long tại đằng sau nhà trường, không đi kiểm tra. Và chúng tôi nói rõ ràng là tại sao không đi kiểm tra và không điện báo về gia đình. Đến 12 giờ 11 giờ giữa trưa, bị cáo Thủy lại thông báo tiếp cho một đồng chí ở phòng giáo vụ là vất vắng cháu Long, đề nghị thông báo với nhà trường, nhưng nhà trường bỏ mặc không thông báo, thì trách nhiệm của nhà trường đấy đâu? Đấy là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba là camera không rõ ràng về ở, chỉ nói là các ở ngoài, nhưng các camera hành lang đâu, camera ở đâu, không quay được trực diện 12 cháu đi vào, vẫn chưa nhìn rõ. Tất cả chúng ta đều hiểu đây là một việc là chưa được làm rõ tất cả các tình tiết. Tôi đề nghị là các cơ quan báo chí lên việc điều hộ mà quy định này, và vì không phải là không chúa bỏ trách nhiệm, chúng ta phải làm đúng pháp luật, nhưng bây giờ tất cả các tình tiết chưa được làm rõ trong quá trình giải quyết vụ án này. Bà Quy thì bà nói sẽ kháng cáo và sẽ phải kháng cáo. Chúng tôi cũng có văn bản đề nghị trong vụ án này còn nhiều vấn đề làm sai lệch hồ sơ. Đơn thứ nhất là đơn khiếu nại của bà Quy chưa được giải quyết. Trong quá trình đó bà nói là khi lời khai không đúng, hiện nay viện kiểm sát từ chối cái đó. Cái điểm thứ hai là trong vụ án này là gì, bị cáo Phiến đã có tiền án tiền sự, rõ ràng trong hồ sơ có thể hiện tiền án tiền sự, nhưng điều tra, viện kiểm sát và tòa án đều nói là không có tiền án tiền sự, thì vậy căn cứ nào trong hồ sơ có, thì căn cứ nào đã giám định như thế, tại làm sao nói không có tiền án tiền sự, và cái tiền án tiền sự này đã được xóa chưa, đã xóa án tích chưa để luận tội, nhưng hiện nay chưa nói là xóa án tích chưa. Thì vậy nếu chưa xóa án tích thì vụ án này phải được xét xử, phải chấp hành hai hình phạt tù. Tôi xin có ý kiến thế.